Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay cuộn dây xích thật to của cái motor quạt này. Đây là cái motor quạt đây, nó bị đứt cuộn dây này. Mình tháo sát bốn ốc đây, mình giờ mình tháo ra luôn này. Đây là cuộn xích thật to, đây là ru to. Xích thật to này là nó bị đứt hết dây. Đây có 8 đầu dây nhưng mà mình kiểm tra nó đứt hết, đứt ngầm bên trong này. Bây giờ mà cuốn lại hoặc là bung ra để tìm những cái chỗ đứt mà nối thì làm thủ công nó rất tốn kém, chi phí cao. Thì bây giờ mình thay cuộn mới này, thay xích thật to mới này là nó đỡ chi phí này. Muốn thay được thì mình phải đo cái thông số của nó. Đây mình dùng cái thước kẹp để đo cho dễ nhá. Đây. Đo trong lõi nó này, xác định xem là dây, xem là cái xa này là xích thật to này là nó bao nhiêu. Xích thật to 44 nhá. Đây, đọc ở đây này, đọc cái chỉ số này, còn trên này là thước đo rất nhỏ, mình không quan tâm, mình chỉ đo đây thôi. Xa này xa 44 nhá. Phê này 20 này. Rô to là 43. Rồi. Thì mình có mua cái cuộn cái xa này đây. Xa 44 đây, mình có mua được sẵn đây. Phê 20 đây. Rồi. Đây là cái xa này có 5 đầu dây. Đấy. Thì để mà lắp được cái xa này thì mình phải xác định được 5 đầu dây này. Thì thực ra trên cái vỏ hộp nó có, vỏ bao bì nó có ghi rõ rồi, ghi rõ là 5 đầu dây rồi. Là cái dây màu gì quy ước của từng hãng, không phải là quy ước quốc tế nhưng quy ước của từng hãng, nhưng mà mình cứ xem như là mình không biết đi. Bây giờ mình sẽ đo lại 5 đầu dây, trước hết mình lắp vào đã nhá. Nên nhớ là cái xa này là nó cuộn dây là dây trước hay dây sau. Dây trước thì là theo cuộn trước là dây trước, thì mình mua xa mới về cũng theo cuộn cũ. Dây trước cuộn trước là xa sau thì mình cũng phải là theo cuộn cũ nhá, cuộn lắp đằng sau nhá. Đều. Rồi, trơn tru. Bật vít vào. Thật ra cái xa quạt này nó ghi hết thông số trên bao bì rồi, nhưng mà coi như mình không biết đi thì mình sẽ đo lại chắc ăn. Rồi, bây giờ mình đã lắp xong cái xa vào. Bây giờ kiểm tra đầu dây nhé. Bây giờ dùng đồng hồ vạn năng này để thang đo thông mạch nhé.
chập hai kim vào nhau, nó cứ bíp một cái là đo nhá. Để ta đo lấy ngẫu nhiên một trong năm đầu dây này, lấy ngẫu nhiên, lấy bất chợt đi, mình lấy dây xanh đi, làm dây ngẫu nhiên làm dây cố định để đo với 4 dây còn lại, xanh hồng 203, ghi ra giấy nha, xanh hồng 203. Xanh hồng 203 này, xanh trắng 94, xanh vàng 32, xanh xám 525, rồi được 4 cặp dây như này nhá. Rồi bây giờ mình lại lấy ngẫu nhiên một sợi khác màu nhá, lấy màu trắng đi, làm dây cố định nhá. Trắng đòi 4 sợi dây còn lại, trắng xám 430, trắng vàng 063, trắng xanh 094, trắng hồng 296, rồi đây là hai hệ này thì ta có cặp nào có chỉ số cao nhất, là bên này là xanh xám chỉ số cao nhất, bên này là trắng xám chỉ số cao nhất, thế thì suy ra sợi xám này, sợi xám sẽ là sợi dây nguồn vì chỉ số cao nhất. Bây giờ lấy kim này, lấy kim ra cố định sợi dây xám, rồi đo với các sợi dây còn lại. Mình xác định xám là chỉ số cao nhất trong hai cái hệ kia thì nó là sợi dây nguồn rồi này. Bây giờ mình đo với các sợi dây còn lại để xác định sợi dây D và các sợi dây số này. Xám trắng đi 430, xám hồng 656, xám xanh 523, xám vàng 492, rồi bây giờ cái mà sợi dây xám có chỉ số cao nhất là sợi dây nguồn rồi, mình xác định sợi dây nguồn này, mình sẽ đấu với tụ điện này.
sáng. Chỉ số cao nhất đối với nguồn và tụ điện. Đây sợi dây nguồn này. Ba đầu dây này trộn vào một nha. Nhớ băng keo cuốn lại. Rồi. Sám là sợi nguồn này để tìm cặp có sám mà có sám với một dây khác mà có chỉ số cao thứ hai là sám sám hồng 656. Đấy, thì xia sợi dây hồng là sợi dây đề, sợi dây khởi động nhá. Đây, đấu trực tiếp luôn. Đề với hồng, tụ với hồng đây. Cũng kéo vào. Rồi. Thì còn lại ba sẽ dây số. Sẽ xây ra số thì sám sám xanh là 523, sám vàng là 492, sám trắng là 430. Thế cái chỉ số sám sám vàng là chỉ số giữa ba sợi dây này, sám vàng là số trung bình thì là số 2 nhá. Xác định sám vàng số 2, sợi dây vàng số 2. Hàn luôn vào số 2. Đây là cái công tắc này. Tắt này. Đây là thuốc năng này. Đây là số 1, số 2, số 3. 1, số 2. Đây số 2, hàn luôn sợi sám vào đây. À, sợi dây vàng vào đây là số 2 này. Số 2 này. Sám xanh là ba sợi số có chỉ số cao nhất là sám xanh là số 1. Số 1. Trắng. Sám trắng có chỉ số thấp nhất là số 3. Bởi vì số vòng dây thấp nhất. Sám trắng. Dây nguồn còn lại, dây nguồn còn lại của điện lưới nhé. Hàn một chân bên kia của công tắc.
Rồi. Còn cái thuốc năng này, dây thuốc năng này, hàn luôn vào đây nhá. Rồi là sợi dây đầu bên kia của tốc năng đấu vào sợi dây nguồn cùng với sợi dây xám nhé. Quan sát nha. Rồi giờ mình kê này lên để thử nhá. Kê này để có điểm tựa mà ấn. Rồi, cắm điện này. Này số 1 này. Đấy, quay này. Tung năng này. Đấy, tung năng quay này. Số 2 này. Số 3 này. Tắt này. Rồi, thế là mình đã hướng dẫn các bạn cách đấu xong cái động cơ quạt có 5 đầu dây rồi rút điện ra. Xong là mình lắp vào cái quạt bình thường thôi. Lắp cái này vào thì đơn giản. Lắp là ngược lại với tháo. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.